Kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam 8 tháng đầu năm 2019 ước đạt 16,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,2% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu thị trường xuất khẩu của nhóm hàng nông thủy sản, Trung Quốc, thị trường quan trọng của Việt Nam, đã tăng trưởng chậm lại đáng kể trong thời gian qua. Hội nghị phát triển xuất khẩu hàng hóa nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa được tổ chức đã thu hút được sự quan tâm của hơn 300 doanh nghiệp, các nhà quản lý, hiệp hội ngành hàng, đã cho thấy thị trường này rất quan trọng đối với hàng nông thủy sản Việt Nam. Có một thực tế là trong suốt những năm qua, Trung Quốc vẫn luôn là thị trường quan trọng đối với nông thủy sản của Việt Nam. Bình quân chiếm 27% tổng kim ngạch xuất khẩu nông thủy sản của Việt Nam. Trung Quốc hiện đang là thị trường đứng thứ nhất về cao su, rau quả, gạo và sắn các loại, đứng thứ hai về hạt điều, đứng thứ ba về thủy sản và đứng thứ tư về chè, đứng thứ 12 về cà phê, đồng thời vẫn đang là thị trường tiềm năng đối với một số mặt hàng nông sản khác. Để thúc đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản sang thị trường Trung Quốc, các đại biểu tham dự hội nghị đều cho rằng thời gian tới Việt Nam cần sự chung tay của chính phủ, các bộ ngành cũng như các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và truyền thông, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ quy hoạch, định hướng lại tổ chức sản xuất, hướng dẫn về các quy định tiêu chuẩn của Trung Quốc đối với hàng hóa nhập khẩu, đẩy mạnh đàm phán, mở cửa thị trường cho nông sản, định hướng đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu và tạo thuận lợi cho thủ tục thông quan tại biên giới, đặc biệt coi trọng quan tâm tới việc nâng cao chất lượng, đáp ứng tốt các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường này.